Chào các bác. Hôm nay em thực hiện công việc hàng ngày là lại đi lấy khoai cho ốc. Đây, đây ruộng khoai nhà em. Đây là một ruộng khác mọi người nhé. Đó. Xuống tận dưới kia kìa. Nhiều khoai không các bác? Rồi, mời mọi người trải nghiệm một ngày đi lấy thức ăn cho ốc của cùng với em nhé. Đấy, tầm này ốc nó ăn nhiều mà khoai còn không cả kịp lên. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Khoai không cầm liên, lấy liên tục. Đấy, hôm nay em sẽ lấy ở cái ruộng này. Đây là thành quả một bó đầu tiên mọi người nhá. Đấy, mỗi một bó này thôi. Đây là bó đầu tiên rồi.
Thành quả đấy các bác, đang lấy giờ thì nhà lại có khách để phải về. Nên là phải dừng video đây rồi. Đây, em mới lấy tạm được mấy bó này thôi. Ui, nó nắng nóng mệt phết đấy. Rồi, ok, giờ em phải về để rửa qua xong rồi vứt xuống miền nhà là đang có khách chờ. Hẹn các bác ở video khác em sẽ quay lâu hơn nhé. Và cảm ơn các bác, chào các bác.